Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa Victor cuốn người kèn, âm thanh tuyệt đỉnh luôn. Con này anh em nghe nhạc vàng rất là sướng, hoặc là anh em nghe nhạc cổ, nhạc 75 rất là sướng, tại vì cái loa này là thiết kế là đi với các âm ly cổ 8 ohm anh em nhé. Những con âm ly cổ của Nhật mà 8 ohm thì bắt buộc anh em phải ghép vào những con loa 8 ohm như thế này anh em nhé. Công suất của nó 3 mã một chiếc em, 6 mã một cặp. Nó quan trọng nhất là nó trở kháng, nó đạt 8 ohm anh em nhé. Đây, chuẩn Mỹ Japan luôn. Cặp này về trùng series luôn anh em nhé. Nó đi theo nhau về trùng series luôn. Đây, cái này là loa phải, bên là loa trái nhé. Đây, series của nó 7878 này. Đấy, trùng nhau luôn nhé. Thùng quách của nó thì có sứt sẹo nhẹ anh em nhé. Đây, ví dụ chỗ này. Đây. Nói chung là không được đẹp xuất sắc đâu, có sứt sẹo. Mặt tiền cơ bản, mặt tiền rất là đẹp anh em nhé. Mặt tiền khá là đẹp. Đây. Cái vành là mạ chrome hết nhé. Mạ chrome bóng. Đây, mạ chrome bóng rất là đẹp. Nón loa của nó nón nhôm nha anh em nhé. Nón nhôm bóng khá là đẹp. Màng của nó màng giấy trắng. Gân của nó gân vải, nhưng gân vải này nó gân vải màu trắng luôn. Lần đầu tiên thấy cái gân vải màu trắng ở trên một cặp loa như thế này. Bình thường anh em chỉ gặp gân vải màu đen thôi nhá. Gặp được gân vải màu trắng là rất là khó và hiếm, chưa gặp bao giờ luôn. Đấy, rất là đẹp anh em nhá. Đàn hồi rất tốt luôn. Mềm êm. Không chai cứng. Lưới của nó lưới sắt anh em nhé. Lưới sắt rất là đẹp luôn. Nhà nào có trẻ con anh em đóng cái lưới này vào. Còn nhà các bác nào có nhiều cháu, nhiều chắt đến chơi ấy, thì mình đóng lưới này vào nhé. Cho trẻ con nó không chọc vào loa. Đấy, không chọc được luôn. Tại vì nó lưới là lưới sắt nhé. Rất là đẹp luôn. Cặp này em xả anh em rất là êm luôn. Bình thường em sẽ bán khoảng vào 1.600.000 luôn này. Em để cho anh em giá 1.368.000 anh em nhé. 1.368.000. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Và anh em nhiệt tình chuyển khoản đầy đủ, em sẽ bao ship tận nhà cho anh em luôn nhé. Đấy, cặp loa rất là đẹp luôn.
Anh em chốt mua hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. 8574. Em có nhận ship hàng toàn quốc bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. À quên, con này củ bên trong của nó vàng chóe luôn anh em nhé. Xương 7 màu vàng chóe luôn, rất là đẹp. Em có chụp ảnh củ luôn. Đây, nếu anh em nào mà kỹ tính muốn xem cả củ luôn thì inbox em kết bạn Zalo với em gửi ảnh qua Zalo cho mà xem củ nhé. Loa zin nguyên bản hết, hàng bãi còn đẹp. Cảm ơn chào anh em nhé.